trình Âm sắc Huế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong dàn nhạc dân tộc, bộ nhạc khí dây chiếm số lượng lớn nhất và giữ một vai trò quan trọng. Trong quá trình phát triển của lịch sử nhạc cụ dân tộc Việt Nam, có nhiều nhạc cụ được du nhập từ nước ngoài vào và đã có nhiều sự thay đổi để phù hợp với văn hóa và sự cảm thụ âm nhạc của người Việt. Một trong số đó là đàn tam thập lục. Trong chương trình Âm sắc Huế kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về đàn tam thập lục, cùng giá trị và chức năng của nó trong việc thể hiện những bài bản âm nhạc truyền thống Huế thông qua những chia sẻ của nghệ sĩ đàn tam thập lục, giảng viên Học viện Âm nhạc Huế, cô Phan Thị Thu Hồng. Nghệ sĩ Phan Thị Thu Hồng là người đã dành cả đời mình theo đuổi và say mê với đàn tam thập lục. Về nguồn gốc và sự xuất hiện của đàn tam thập lục ở Việt Nam, theo nghiên cứu của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Hồng Phúc, thì đàn tam thập lục có xuất xứ từ Trung Hoa, du nhập vào Việt Nam khoảng cuối thế kỷ 19. Đại Việt sử lược thì cho rằng đàn đã có từ thời nhà Lý. Cũng có tài liệu cho rằng đàn tam thập lục có nguồn gốc từ Ba Tư và xuất hiện đầu tiên ở nước ta trong dàn nhạc cung đình Huế. Tuy có nhiều thông tin về nguồn gốc xuất xứ của đàn tam thập lục như vậy, nhưng điểm cơ bản vẫn là đàn tam thập lục có nguồn gốc từ nước ngoài với 36 dây. Khi du nhập vào Việt Nam, đàn tam thập lục đã được các nghệ nhân xưa cải tiến, thiết kế cầu kỳ hơn với số lượng dây lên đến 90-100 dây. Dân gian còn gọi đàn tam thập lục là đàn bướm vì diện mạo bên ngoài giống hình cánh bướm xòe rộng. Ở đây là cũng đã từ cải tiến của cái thời trước và bây giờ cũng đã được cải tiến lại. Hồi xưa là nó cũng ở đây hai. Dọc này 5 câu, ở trên này là chỉ có 11 câu thôi, nhưng bây giờ người ta thêm một câu này nữa. Bên này một câu này là câu người này là 12 câu, 12 câu là 24 câu. Đó, để phù hợp có những cái nốt nhạc, những cái đạn nhạc mà người ta cần sử dụng để những cái âm thanh khác. Đó là vẫn sử dụng được. Và ở cái đàn này là cũng có 3 quảng 8. Quảng 8 thứ nhất là đây là quảng 8. Đây là 2 quảng 8 và cả cái này là 3 quảng 8 thì nó cũng rất là thuận lợi. Sinh năm 1966 tại Huế, 9 tuổi, cô Phan Thị Thu Hồng đã tham gia thi tuyển học sinh do Nhạc viện Quốc gia Việt Nam tổ chức tại thành phố Huế. Cô là một trong 7 người trúng tuyển trong đợt đó và là người duy nhất chọn đàn dân tộc để theo học. Tháng 9 năm 1977, cô ra Hà Nội học. Ròng rã 14 năm theo với đàn tam thập lục từ sơ cấp đến đại học. Năm 1990, cô tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia và trở về Huế giảng dạy tại khoa âm nhạc truyền thống Học viện Âm nhạc Huế. Sự gắn bó của cái đàn này cũng khá dài trong cái quá trình học tập cũng như là biểu diễn. Tôi cũng giảng dạy là cái đàn nó luôn là một người bạn đồng hành cùng với tôi cả một quãng đường rất là dài. Đó. Xuất phát từ là cũng rất là ngỡ ngàng khi được ra học tại Nhạc viện Hà Nội.
thì lúc đó tôi mới biết đến cái đàn tam thập lục này. Khi còn nhỏ thì cái về cái say mê hay cái ấn tượng thì nó cũng chưa có trong tôi, nhưng mà cả cái quá trình học tập đó thì được sự dẫn dắt của thầy cô ở nhạc viện, bạn bè đồng nghiệp, rồi là cũng được nghe những cái chương trình biểu diễn của anh chị em, của thầy cô, và cũng tạo cho tôi một cái hứng phấn, một cái sự phấn đấu, và mình phải làm thế nào đó để có một cái vị trí cái đàn này ở trong mình. Hai mươi lăm năm giảng dạy, nhiều lứa học sinh sinh viên đã trưởng thành với sự chỉ dạy tận tình của cô giáo Phan Thị Thu Hồng. Cách cầm gõ, cách chỉnh phím đàn, cách đánh sao cho khéo, cho đẹp đều là những kinh nghiệm được cô tận tình chỉ bảo cho học trò. Diệp Thị Thủy Nữ, người học trò đến từ Quảng Ngãi đã theo học đàn tam thập lục với cô Hồng gần 8 năm nay tại khoa âm nhạc truyền thống Học viện Âm nhạc Huế. Cơ duyên của mình đưa đến mình học cái đàn đây thì cách đây 8 năm là một cái buổi tuyển sinh lưu động của học viện về tỉnh mình tuyển sinh, thì mình đã đăng ký tham gia và được trúng tuyển và học cái đàn đây, được sự dìu dắt dạy dỗ của cô từ khi đó. Cũng như mọi người tiếp xúc với cô đều nhận thấy cô là một người cô rất là tâm huyết, rất là yêu nghề và biết rất là vui tính, dễ gần. Góp mặt trong dàn nhạc cụ âm nhạc truyền thống, tam thập lục được mệnh danh là cây dương cầm của dàn nhạc. Người ta ví von như vậy bởi tam thập lục được thiết kế hơn 90 giây và 34 cầu đàn, nên có khả năng thể hiện được nhiều quãng âm khác nhau. Tùy theo sở thích và thói quen sử dụng, nhạc công có thể thêm hoặc bớt dây, vì nhiều quãng dây trên đàn có cùng cao độ. Điều này giúp người chơi có thể linh động trong thao tác gõ trên mặt đàn để có một thể đánh đẹp. Cũng chính bởi vậy nên tam thập lục thường giữ vai trò đềm chính trong các buổi hòa nhạc dân tộc. Cái đàn tam thập lục là có vị trí quan trọng, là nó sẽ đềm, nó sẽ dẫn dắt, nó đềm cho cả cái đàn độc tấu, ví dụ như đàn bầu, đàn tranh, đàn sáo. Và cái đàn cũng là nằm trong cái dàn nhạc. Đó, nó bổ trợ cho những cái đàn khác. Ngoài giảng dạy, cô Phan Thị Thu Hồng còn dành thời gian nghiên cứu chuyên sâu về đàn tam thập lục, cách sử dụng đàn trong một số bài bản âm nhạc truyền thống Huế. Với đặc trưng là dùng thanh tre để gõ vào dây phát ra âm thanh, nên âm điệu của đàn tam thập lục thường mang sắc thái vui tươi, và tiếng đàn này rất hợp với các bài bản âm nhạc truyền thống có giai điệu rùng ràng, tiết tấu nhanh. Âm hưởng của nó bên trong cái điệu Bắc thì nó cũng vui tươi, nó cũng rùng ràng. Vì rồi âm hiện những cái âm hưởng mà ví dụ điệu Nam thì nó hơi buồn, nó mang mát. Thì những cái buồn mang mát đó là nó lại sử dụng, tức là nó sử dụng về cái diễn tấu rung nhẫn vỗ nhiều. Còn ở điệu Bắc không phải là không sử dụng những cái đó nhiều, nhưng mà dù sao cái đàn tam thập lục nó cũng có thể tích ứng được đó, vì nó có thể là song song những cái câu giai điệu, ví dụ như câu giai điệu đàn bầu đó, tôi đọc cái giai điệu ví dụ như cái bài lý ngựa đó, ta da da đi ta 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 da da đi ta, đó là cái giai điệu chính của nó như vậy. Nhưng mà khi mà đã qua đàn đàn tam thì anh không thể đánh như thể một trung thu như thế được, thì tôi lại lồng ghép vào đó, dù có tiết tấu tum 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 ta da da tinh tăng 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 ta da tăng 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 tinh tăng 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 tăng, đó tức là anh sẽ làm thế nào đó mà cái giai điệu nó không bị mất, nhưng mà cái phần đàn tam nó vẫn cứ đưa đi vào những cái phần đềm. Trong luận văn thạc sĩ của mình, cô Phan Thị Thu Hồng đã nghiên cứu, tìm hiểu sâu về thế mạnh của tam thập lục là thể hiện các quãng đềm hoặc các bước nhảy quãng tám.
Điều này góp phần làm dày thêm cho giai điệu của các bài bản, tạo nên những tiết tấu lạ mang âm hưởng của âm nhạc dân gian và cung đình Huế, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế của đàn tam thập lục khi thể hiện các bài bản nhạc mang âm hưởng trầm buồn. Cái đàn mặc dù nó cũng hạn chế về cách diễn tấu trong cái các âm nhạc nhạc cổ mà nhất là nhạc Huế, nhưng mà mặc dù nó hạn chế nhưng tôi vẫn cố gắng tìm tòi về bài bản cũng như tìm tòi những cái kỹ thuật diễn tấu của cái đàn để mà nghiên cứu chuyển soạn cho cái đàn của mình để khi truyền lại cho các em cũng một ít nào đó để các em nó nắm bắt được, nó cũng biết được là cái đàn tam thập lục cũng có vị trí, cũng thể hiện được, diễn tấu được những cái bản nhạc của Huế. Tấm lòng của người nghệ sĩ yêu nghề trong cô giáo Phan Thị Thu Hồng còn thể hiện qua việc cô luôn hết mình với công việc, biên soạn lại nhiều bài bản tân nhạc mang âm hưởng quê hương để âm nhạc truyền thống đến gần hơn với đại chúng. Cô Hồng là một người rất là nhiệt tình, năng nổ trong tất cả mọi công việc. Ngoài cái chuyên môn vững vàng của mình thì cô Hồng cũng là một cái người tổ chức ở trong khoa rất là nhiều các cái cuộc biểu diễn, phục vụ các cái chương trình lớn của học viện cũng như là của thành phố Huế. Có được những cái người cán bộ như cô Hồng là chúng tôi cũng rất là mừng. Thì ngoài cái công tác chuyên môn thì cô cũng đã có được nhiều các cái thành tích trong giảng dạy và biểu diễn. Vì quá yêu nghề nên điều mà cô Phan Thị Thu Hồng trăn trở nhất hiện nay vẫn là số học sinh, sinh viên theo học đàn tam thập lục không nhiều. Điều này theo thời gian có thể trở thành vấn đề đáng lo ngại vì sẽ thiếu dần đội ngũ kế cận để giữ gìn và phát huy giá trị của đàn tam thập lục nói riêng và nhạc cụ dân tộc nói chung. Cái đàn tam thập lục cũng số học sinh sinh viên tham gia học rất là ít. Những cái năm trước của năm tôi về giảng dạy thì nó đông, nhưng mà sau này cơ chế rồi là những cái thị trường, cơ chế thị trường rồi là nhu cầu công việc, đó đôi khi cả em ra trường để mà đi theo nghề hoặc là đi xin vào làm một cái cơ quan nào đó cũng rất là khó. Với cái đàn tam thì nó rất là giá trị về những cái trong cái biểu diễn, trong cái hoạt động, nhưng mà nó lại không được rộng rãi. Tôi cũng rất là mong muốn để có những cái dự án giới thiệu về cái đàn của mình với cái rộng rãi về công chúng nhiều hơn. Những tâm sự của cô giáo Phan Thị Thu Hồng như một khoảng trầm trong tiếng đàn tươi vui của tam thập lục, và đó cũng là khoảng lặng trầm trong bản hòa ca và nhạc cụ truyền thống của thời hiện đại. Đã có nhiều chính sách bảo vệ giữ gìn âm nhạc truyền thống và cũng cần thêm những chính sách ưu đãi cho người tham gia học loại hình nghệ thuật này. Thưa quý vị và các bạn, vẫn còn nhiều người xung quanh chúng ta yêu thích âm nhạc truyền thống, lưu giữ và không ngừng nghiên cứu, phát huy giá trị của di sản âm nhạc dân tộc. Cô Phan Thị Thu Hồng và tiếng đàn tam thập lục của cô là một trong số đó.
Chúng ta đều mong những học trò của cô sẽ tiếp tục tình yêu của thầy mình để ngâng lên tiếng đàn trong trẻo, tươi vui của tam thập lục trong đời sống mới. Chương trình Âm sắc Huế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.